Chào các bạn và các bạn đến với livestream buổi sáng của tiến sĩ Hớt Tóc Về Hè tại Hòa Bình. Bạn thì đã thả cái mặt cười nói là sao hôm nay cái tiêu đề buồn cười thế. Và thực ra thì mình cũng không nghĩ là nó buồn cười, tuy nhiên là có thể với nhiều người thì nó cũng là một cái tiêu đề gì nó có nhạy cảm đúng không? Nghị gật. Và hóa ra chuyện nghị gật là có thật. Thực ra tôi muốn nói này, tôi đang muốn đặt vấn đề câu hỏi. Chúng ta đã từng đọc thì đã biết là các cái nghị lại nghị gật là cái hoạt động nghị trường vào thời đế quốc thực dân mà được phản ánh trong các tác phẩm của các nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn gọi là, tức là văn học hiện thực phê phán, thực ra là văn học của các một cái dòng văn học mà được các cái nhà phê bình lý luận văn học của chế độ nhà nước Việt Nam mình, nhà nước Cộng sản Việt Nam mình gọi, đúng không? Cái đó do cái ước lệ, nhưng đặc biệt đây là cái ước lệ của người Việt Nam, ví dụ như là Năm Cao này, Vũ Trọng Phụng, gì Ngô Tất Tố ấy. Đấy, những cái hình ảnh như anh pha chị dậu trong của Ngô Tất Tố này, rồi anh pha trong của Nam Cao này, rồi những cái cát tư bèn, rồi là những nghị lại nghị gặp rồi của Vũ Trọng Phụng đấy nha. Thì có vẻ như bây giờ nó đang hiện hữu ở trong xã hội ta rất là nhiều. Những cái hình ảnh nó phản ánh cái tình cảnh của mọi giai tầng trong xã hội Việt Nam ở những cái giai đoạn gọi là cùng khổ đấy. Thì bây giờ những cái hình ảnh nó đang nhan nhản ở trong xã hội chúng ta, và phải có những cái hiện tượng, ví dụ như hiện tượng ông Nghị, mà đến 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 sinh hoạt chính trị là gọi là quốc hội đấy. Trước tiên nó gọi là cái viện dân biểu, thực chất đó là một cái tên gọi khác của quốc hội, nhưng đến chỉ có gật, thực ra trong đầu không có gì, hoặc là có nhưng mà có những cái thứ chỉ là những cái thứ để phục vụ cái nhóm lợi ích của mình chứ không đại diện, mà đến để gật, để thỏa thuận, một là để ăn theo nói leo hoặc là để thỏa thuận. Đấy là cái gọi là hiện tượng nghị gật. Nên tôi bây giờ tôi đang hỏi là vấn đề là ở Việt Nam, trong xã hội hiện đại hiện nay này, trong cái đại biểu quốc hội của Việt Nam, nhà nước Việt Nam thì có nghị gật không, và nếu có thì có bao nhiêu phần trăm là nghị gật? Đây là tôi cho là câu hỏi rất nghiêm túc, mà tôi cho là câu hỏi này những ông bà lãnh đạo, nói chung là tất cả người Việt Nam chúng ta phải đặt ra câu hỏi, nhưng đặc biệt là những ông bà lãnh đạo đứng đầu, ông Trọng là người đứng đầu gọi là hệ thống chính trị Việt Nam, cả cả mặt đảng nhà nước nhé, nghiêm túc đặt câu hỏi có bị gật không và có bao nhiêu phần trăm là bị gật. Cho các bạn thì có, tôi đặt câu hỏi rất nghiêm túc và tôi cho đó là một 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 trong những vấn đề sinh tử của cái đất nước Việt Nam. Có nghi gật, nó phản ánh những vấn đề về thuộc về bản chất, về cái và cần phải tháo gỡ những vấn đề sinh tử của hệ thống chính trị đất nước Việt Nam. Có nghi gật không? Tôi thì tôi bảo là có đấy. Có nhiều ấy. Khá nhiều. Rồi bây giờ mà bảo đưa ra bao nhiêu phần trăm thì tôi cũng chưa dám đưa, sợ là như anh Lưu Bình Nhưỡng nọ, Đảng ủy Công an Trung ương, người anh Tô Lâm cứ vào phiền, nhưng mà tôi cho là khá nhiều. Bởi vì như này này, cái nghị trường là nơi để đến để bàn thảo, để soạn thảo, để bàn bạc, để biểu, để làm rõ vấn đề trước khi biểu quyết. Nhưng mà xem ra cái số 500 đại biểu thì theo các bạn thì có bao nhiêu phần trăm đại biểu là có đến để bàn, để nghe, để thảo luận, để tranh luận trước khi biểu quyết, hay là đến để gì ạ? Đến để ngủ gật, đến để đàn đúm, để đi giao lưu, có lát nữa tôi sẽ nói, và đến để nhấn nút thống kê cái đó dễ lắm, căn cứ vào các cái dữ liệu, các cái sinh hoạt của các kỳ họp thôi, chứ không nói cứ lấy năm nay thôi, kỳ này thôi, đúng không? Bắt đầu từ khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2000, tháng 5 năm 2016 giờ. Ok được ngay. Tức là anh đến đây không tham gia, anh không tham luận, anh không tranh tụng, anh không ý kiến thì là gật rồi. Còn một cái loại nữa là anh đến thì có ý kiến nhưng mà anh lại không bàn vào những cái việc gọi là cái gì ạ? Sinh kế, nó gọi là cái gì đấy? Cái gì sinh, cái gì gọi là sinh ra quốc kế.
mà anh lại có những cái ý kiến mà nó lại nhưng mà nó giống gu thì thôi tôi không nói, tôi nói người ta nói cái lại mà không cho nói thì khóc, mà nói thì mếu, cũng là đưa một cái loại không ra gì một cái loại vớ vẩn vào thì cũng thôi, thì cái đó thì có thể nó gọi là nó do nó ngu si thôi, về năng lực thì có thể sửa chữa được, đúng không, loại ra khỏi trong. Nhưng mà có những cái loại mà đến là có ý kiến cũng phát biểu trái với lại cái gọi là cái chuyện về sinh kế của đất nước, những vấn đề của đất nước, thì lại có những ý kiến mà nó thể hiện rõ là để bảo vệ các cái nhóm đấy, có nhá, trái ngược với những vấn đề không, những không phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội của đất nước, được thậm chí của cả chế độ, à, mà lại có ý kiến nó trái ngược, bảo vệ các cái nhóm lợi ích, nhóm lợi ích ở trong nước và nước ngoài, thì dễ lắm để làm cái đó, dễ lắm vì nó có dữ liệu rồi, các cuộc họp đều được ghi âm, ghi hình, đều được trực tiếp bà con nhìn. Đây là vấn đề nghiêm túc, không phải cái chuyện là nói ra để chơi hay để phỉ báng bạn, cho đây là một cái tử huyệt, đúng không? Trước thì nói rồi, nói các ngành rồi, thậm chí là nói đến đảng rồi, nói rồi, vân vân, chúng này nói quốc hội. Bao nhiêu người phát biểu nội dung phát biểu như thế nào? Cái người mà ra quốc hội nói là bảo phải học tập Hàn Quốc, à Bắc Hàn, rồi lại là muốn là không ăn ở hài lòng với Trung Quốc, thì cho cái bọn này là bọn Hán gian, bọn Hán gian này nhé. Còn cái người, cái bọn mà lên mà nói là bảo là cứ đi vay đi, người ta cho vay là tốt rồi, sau này con cháu ta giả. Cái bọn này có hai khả năng. Một, nó là cái bọn ngu si nhé, thì đúng là nghĩ vậy. Cái thứ hai là có thể đấy chính lại là chân gỗ của cái nhóm này, của các cái nhóm mà nó rút ra công trình trăm tỷ ngàn tỷ, của các cái nhóm mà nó xây 34.000 tỷ đường, 3.000 tỷ xong thì đã lún, nó xây cầu Bạch Đằng 7.000 tỷ xong thì đã hỏng, nó xây kè 100 tỷ ở Thanh Hóa thì đã sạt lở đấy, tôi cho là như thế. Nhưng mà trước một số ý kiến thì cho rằng là rất thận trọng trong cái việc xem xét vốn vay trong nước ngoài nữa, thì nó bảo là cứ vay người ta cho vay, hay là những cái tên nghị mà nó bảo là chỉ những nước mà có chỉ số IQ cao thì làm đường sắt cao tốc. Trong khi đó có những ý kiến người ta cũng khuyến cáo, người ta cũng trên cơ sở ta xem xét những vấn đề làm đường cao tốc, một là nó phải phù hợp với cái hiện thực, hai là phù hợp với khả năng khai thác đồng vốn, thì nhất là cái đồng tiền đi vay thì phải ngoài cái việc nó đáp ứng cái mong mỏi của mình, nhưng mà nó phải còn phải đáp ứng cái việc nó phục vụ trực tiếp gián tiếp, nó phục vụ, nó làm cho đất nước, nó tác động thế nào đến kinh tế, và chúng ta có trả nợ được vốn vay không, thì bảo là IQ cao thì làm được rất cao tầm. Thì cho đấy cũng có hai khả năng, một là có loại ngu si, là có loại bị lạc thần túy, có thể đấy là cái chân gỗ của nhóm đấy, và nó cố tìm cách là nó lèo lái để chính sách được ra bằng được một cái chính sách là làm được sẵn lên tay chân nó vào, tay chân nó ở trong nước ngoài nữa, thậm chí là từ Trung Quốc sang đầu thầu cắt linh Hà Đông nữa chẳng hạn. Họp hành từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội rồi Quốc hội, nhất loại đi bằng như mọi giá phải làm cái cắt linh Hà Đông, cái đường sắt trên cao. Nhưng bây giờ thấy một là nó trái với cái xu thế thế giới, người ta thì đang phải underground, ông bấp về, ông leo lên trên phá vỡ cảnh quan đô thị, và nó lại là dính đến một cái thằng là làm ăn về nó rất là bố láo, ăn cắp không an toàn, xấu xí. Và cái thứ ba nữa là một cái mà thấy là bây giờ mỗi một năm trả hàng nghìn tỷ. Và cái thứ tư nữa là cái tương lai về triển khai về cái khai thác đường sắt cắt linh Hà Đông, tôi cho là cũng mù mịt lắm nhé. Giống như các cái dự án này, đường xe buýt BRT, và thậm chí là nó thua lỗ, thì có lẽ nó không thua thì các cái dự án mà trăm tỷ ngàn tỷ đắp chiếu bây giờ như là gì ạ, như là Sơ Sợi Đình Vũ, như là Đạm Ninh Bình, như là cái gì cả Tây Nguyên. Nhưng cái đó thì khi ra quốc hội thì được một số ít, chứ không là nó rất cổ suý đấy. Hay là bây giờ đang có một cái nhóm đại biểu quốc hội, nó đang cổ suý cho cái việc là gì? Mời chào, nó nói rõ là không có nhà thiếu vắng của các cái nhà đầu tư Trung Quốc trong cái cuộc cạnh tranh của một số lĩnh vực, tổng thầu PFC mấy cái gì đấy, đầu tư công tư, làm sân bay Long Thành, làm Nhật Điện, Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, là nó buồn, đáng buồn. Hay là cái nhóm lợi ích mà nó văn bản nó kết bè các cái nhân danh là cả một cái tỉnh, đề nghị lên chủ chính phủ của nhanh chóng thông qua luật đặc khu để nhanh chóng để được cái tỉnh đó nó kết nối vào cái vành đai một con đường với Trung Quốc, nó tìm mọi cách
nó vận động chính thức cũng có ngoại thức để bằng được thông qua ra đời được các cái nghị định chính phủ ra đời để các nghị định cho xe Trung Quốc tự lái vào Việt Nam, cho lưu hành tiền Trung Quốc ở một phần lãnh thổ Việt Nam, cho thanh toán. Phải xem lại xem nhé, anh Phúc nhé, anh đừng chứ không phải anh đơn giản là anh nghĩ anh thủ tướng nó trình thì anh ký nó trễ sau này anh lại ký. Mà những cái đó thì tôi khuyên cáo mọi người phải đăng cái bài là thủ tướng ngu dốt vì hiến bị tống cổ vào tù, thực ra là thủ tướng Malaysia, thủ tướng Việt Nam thì chưa bị tống cổ vào tù nhá. Thế nhưng mà có tôi hàm ý là phải cảnh báo đến cấp cao nhất, thì ông Trạch nói rồi, đỉnh cao quyền lực cũng bị xử lý, mà không phải ông Trạch đâu, đấy là cái đạo lý ở đời, nhất là nhà nước pháp quyền thì cái đoạn này vừa cái đạo và cái lý nó cộng vào thì càng phải như thế. Anh Phúc bây giờ cẩn thận nhé. Chứ anh mà cứ để các cái nhóm thầy rồi mà cái nhóm lợi ích mà nó thao túng nhé. Đấy, gần đây một loạt các cái việc mà tôi nói gần đây chứ kệ cái của anh ấy, chỉ tôi nói cái gì cũng án với lại cái gì đó nhá. Tôi nói chưa, nói những từ trước lúc bây giờ anh là khỏi bây giờ cái giai đoạn, nếu mà lần trước mà dư luận người ta không âm mỹ lên cái việc làm phép cả ná thì chết sả gạt, người ta không âm mỹ lên cái việc là dừng lại cái việc nhận chìm chất thải của những cái nhiệt điện xử than, nhiệt điện Vĩnh Tân một, Vĩnh Hai xuống điện thì anh cũng chết, đúng không? Thế mà ngay bây giờ một loạt những sự việc, người ta đang lobby cho cái việc là Vũ Văn Tiền, Galaxinco đấy, Galaxinco là để lấy vốn Trung Quốc xây 4-5 cái nhiệt điện ở Việt Nam, toàn chỉ trọng yếu qua trong qua nói, nhưng mà cái đó nó có từ vấn đề là đại biểu Quốc hội tôi đưa ra nghị trường, cái số nói thì rất hăng, cái số phản biện thì yếu, còn cái số ngồi im nhiều. Tôi mới nói là có nghị rồi, còn không có loại nghị cũng không gặp phát kỳ nào cũng phát biểu, nhưng mà phát biểu nó có những cái phải nói xin lỗi là một là những câu rất ngu, ví dụ như là giá xăng tăng thì không ảnh hưởng người nghèo, hay là BOT ai không thích thì không đi nữa. Các bạn biết của ai? Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm ủy ban ngân sách, chỗ này tôi đang xem xét, nhưng mà chỗ này tôi xem nhân thân của anh này anh ấy, vợ con anh ấy đến Đức, không biết là nhập quốc tịch Đức nhưng mà có nhà có cửa đến Đức, một cái Đức như vậy với rất nhiều nước ta cấm chỉ, hay là cái đại biểu thân ở Thái Bình nhập quốc tịch Ba Lan xong là để muốn về làm ông nghị ở Việt Nam thì lại từ bỏ quốc tịch Ba Lan, xin thu quốc tịch Ba Lan không về, nhưng vợ con thì vẫn quốc tịch Ba Lan, cho đến thì biết sự trải quái nghĩ là nghĩ gì nhé. Theo các bạn thì có nghị gần không? Hay là một loạt những vấn đề của xã hội ở các địa phương, vấn đề dân oan khiếu kiện đất đai biệt thự việc cũng quá, có cái đại biểu gì đâu qua đoạn tại sao lại biệt phủ biệt thự gì to như thế mà không thấy, mà người ta đi ỉa thì thấy, người ta đi đổi $100 thì thấy nó lẹ như thế thì thấy. Hay là một cái đại biểu ông Sùng Thìn Cò, ông Đứng Cò, một cái đại biểu tôi cho đó là một cái đại biểu trong cái mặt bằng đại biểu quốc hội, ông nghĩ của tôi cho đấy, ông nói thẳng là phải hỏi nhân dân đi. Trong khi đó thì những cái đại ông nghị khác ở Hà Nội, bộ trưởng thứ trưởng thì cỡ ba bốn người cho là khó xác minh tài sản, rồi khó định nghĩa khái niệm, rồi phải thận trọng, rồi đề nghị là không được tố giác người về hưu, tôi cho đấy nhá. Và một số thì nguyên đây không phải là nghị thật, nhưng cái với lại cái loại nghị mà tay chân nó thì là cái gì, cho các bác là cái gì, tôi hỏi bác Trọng bà Ngân theo là cái gì. Gần đây thì tôi thấy chị Ngân cũng tỏ ra, tôi thì tôi thấy gần đây là chị Ngân chỉ có cái bức xúc thật sự với những phần xã hội thật. Tôi nhìn vào nét mặt chị thì tôi biết những câu nói chứ không phải là giả dối. Có nhiều người nói giả dối, tôi nói gần đây tôi nói thật là chị Kim Ngân chỉ có những cái phát biểu về những vấn đề xã hội Việt Nam, những vấn đề về giàu nghèo, những vấn đề về giáo dục, thậm chí của chị còn so sánh giữa giáo dục xã hội chủ nghĩa với giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa mà chị đã chỉ ra, tôi cho cái đó là cái thật, cái khác tôi không nói. Ví dụ trước đây tôi đã phê bình chị nhiều việc, chị đầy nghiến, chị bảo người dân làm được cái gì mà nay mà đòi hỏi, chị đây nghiến nhân dân, cái đó thì sai rồi, tất cả là người dân. Hay là chị làm những cái việc thí dụ như là chị hất cái xô thức ăn khi mà dẫn hồ ma ra, cái đó là cái cử chỉ không được đẹp, cái nhân dân nó cũng không được đẹp thôi. Giá của người phụ nữ làm cái điều khác, nhưng mà tôi cho cái đó là chuyện nhỏ nhỉ? Nói cho nó vui thôi, hoàn toàn có thể sửa được. Hay là trong một cái lúc bồng bột, chị kéo đầu cầu thủ công dân ưu tú bằng lòng vào ngực chị, như là kéo đầu vào mẹ vào con, đầu con vào lòng mẹ hay đầu cháu vào bà, cái đó cũng là cái nông nổi của một cái chính trị gia Việt Nam. Thôi chính trị gia Việt Nam mà nói sâu sắc thì khó lắm nhỉ. Thế nhưng mà gần đây
Tôi thấy được cái những vấn đề về chị nói về những vấn đề về chị đã có vẻ như chị cũng đồng cảm và bức xúc thật sự. Tôi cho cái đó cũng là nếu mà anh làm lãnh đạo anh không nhận thức, anh không biết bức xúc với những vấn đề mà dân bức xúc, những vấn đề từ việc của đất nước, thì làm cái gì, hề làm cái gì, đúng không? Lúc này đòi hỏi một cái việc mà cải cách toàn diện chưa 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 có, chưa được. Đó, một là xã hội nó như cái chảo lửa năm bè bảy phái, hai là có thể quá tầm với những chính trị gia, nhưng tôi chỉ cần những người lãnh đạo, những chính trị gia những đại biểu quốc hội biết nhìn nhận, biết đồng cảm, biết bức xúc, biết nêu những vấn đề của đất nước ở bây giờ, tôi cho đó là lợi ích. Và nếu nhiều người làm được cái việc đó thì nó mới tạo cái tiền đề, cái sự đồng thuận đến những cái việc lớn hơn, cải cách lớn hơn. Thế cho nên tôi đã có nghĩ ra đâu các bạn, có quan mượt, quan tự ngử, quan nặng ngử, quan tự ngử đến ngử, và thậm chí có những cái bài quốc hội thì tôi đã nói xa đâu gần, tôi nói rõ là kỳ này ông đi họp quốc hội về nêu cái vấn đề này, và nhân dân cán bộ ở trong tỉnh và trong nước người ta nêu vấn đề không một cầm tiền cứ rằng là xong là ăn tham gia vào cái ăn mỗi ngày mấy chục con lợn, xong là mỗi ngày những họp quốc hội là sinh nhật quy ra lợn là mỗi ngày mấy chục con lợn, mấy chục con lợn tạ thủ sơ thủ cương nói rồi tôi ok rồi nhé. Những người như thế mang danh là đại biểu, là đại diện của dân, là cử tri, ở nhà là thì không gặp cử tri, không nghe cử tri, lên đó chỉ không nói với ai cả, ngồi ừ hữu xong là ân phúc xong là về, thế thì không nghĩ gặp thì là cái gì. Nhiều bạn đấy, bạn thôi bạn nhắn tin bạn bỏ 500 con lợn không nên nói như thế, nói như thế thì cũng nói như thế thì không khéo lại phạm cái tội phỉ báng nhé, bôi nhọ chế độ. Và công đang hôm qua ông Tô Lâm bảo thị bắt những người bôi nhọ lắm, hôm qua là có cái anh Xuyên nha, một cái Xuyên đe dọa nhân dân, cũng bảo là nhân dân không phải muốn làm gì thì làm, đấy cũng là một loại gì là. Và có thể là có lại chủ lợi nhóm lợi là hôm qua nọ thì quốc hội thì bảo là Việt Nam đã thông qua cái việc là nước thứ bảy, quốc hội Việt Nam đã thông qua cái nước thứ bảy thông qua cái việc là gia nhập TPP, ừ, cái đó thì cũng tốt. Nhưng mà tôi hỏi thật bao nhiêu đại biểu Việt Nam hiểu được cái TPP nó là, hiểu được cái, có thể đọc được cái TPP nó tên gọi tên chính xác của cái TPP nó là nội dung nội hàm khái niệm của nó, đặc biệt là những yêu cầu tôi cho là không, tôi cho là đếm như đầu ngón tay mà thậm chí không đủ trên bàn hai bàn. Những cái ông chủ nhiệm của ban an ninh quốc phòng còn tê bốc thì làm sao mà hiểu được, không hiểu đâu, không hiểu, cho nên mới có cái chuyện ông đại ông Xuyên mà ông còn người dân không phải thích nói cái gì thì nói hết sức ngu và hết sức vi hiến, trái với những cái giá trị của quả và trái với những cái cam kết vào TPP hay là cái dự thảo an ninh mạng vừa rồi, thì có rất nhiều điểm mà giới chuyên gia kể cả những giới công chức người ta phát hiện ra là nó đang trái với những cái cam kết, mặc dù là anh Lương Tam Quang của Bộ Công an thì anh nói là không trái, mà thậm chí là anh đã đưa một số phóng viên truyền hình anh cho rằng là chê trách những một số người dân lên tiếng là những người không am hiểu pháp luật. Tôi hỏi cái luật gần nhất là cái đặc khu thôi, nói cái bố xịt thì không nói vụ án cái đặc khu hai ba thì họ canh nhất quyết anh nhăm nhăm canh thông qua người dân ta lên tiếng bây giờ nó như nào các anh xem, thế mà các anh nhỏ mồm các anh bảo là người dân người ta không am hiểu pháp luật, ta hiểu hơn các anh rất là nhiều, người ta hiểu các anh hơn các anh rất là nhiều. Mấy ông tướng công an thì ông chỉ có tôi đo là cái nhân sinh cái thế giới cũng rất là thấp, vì các sao ông lạc hậu, công bị nhồi nhét và thậm chí là có bị cái nhóm lợi ích chi phối. Cái chuyện là thế giới nó đã thay đổi, đất nước nó phải thay đổi, tình thế đất nước thay đổi, phải tôi đã nói là phải có một cái học thuyết mới về về đất nước, phải có một cái cương, nếu mà một cái đảng chính trị phải có cái cương lĩnh mới trên những cơ sở anh nhận thức đúng về những vấn đề của thế giới và đất nước, chứ không phải anh Duyên anh bảo lấy cương lĩnh 30, 45 hay cương lĩnh 90, 91 sai. Hôm nay anh nói về hôm nay còn sai, chưa nói về anh lấy 30, 40, 91. Hôm nay thế này, nhiều rất nhiều những cái anh lãnh đạo hôm nay anh nói về những vấn đề hôm nay còn sai, đúng không? Những vấn đề hôm nay anh nói còn sai chứ anh năm 30, 45, 91 anh nói sai bét, đúng không ạ? Tôi nói nhiều lần rồi, phải có một cái nhận thức mới, phải có một cái chiến lược mới. Tất cả các quốc gia năm nào nó có thông điệp liên bang, nhưng không phải là cái lời nói chót lưỡi đầu môi một cái tuyên ngôn trên cơ sở nhận định về những cái đất nước, đó là những tuyên bố chính thức, nó như là kim chỉ nam phương châm hành động của cái năm đó, những vấn đề thay đổi. Và sau năm 3, 4, 5 hoặc 10 năm nó có phản ứng, vấn đề về chuyển nhiệm điều chỉnh trên cơ sở những vấn đề cốt lõi là không thay đổi, như lợi ích quốc gia dân tộc không thay đổi,
đúng không? Bây giờ cứ đưa những vấn đề ở đâu ra. Thế là tôi thấy đọc báo cáo công an ông bảo là ông đã giải thành tựu là bắt được bao nhiêu tội phạm, quên bỏ cái này. Tôi căn cứ vào cái tình hình tự an toàn xã hội này, tôi đánh giá công an không còn là nhiệm vụ. Không phải là ông lấy cái thành tựu, ông có phải sinh ra ông trên trời xuống ăn không khí ông đi làm cho dân. Ngành công an muốn tiêu tốn một cái lượng ngân sách cực kỳ lớn. Tôi không cần biết là ông làm được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà tôi chỉ cần biết nhìn vào cái thực trạng xã hội, thực trạng cái ngành của ông bé bé như thế. Thế mà đứng trong quốc hội ông cứ cầm tờ giấy ông đọc thì đã phá được bao nhiêu vụ án, đã tăng được bao nhiêu phần trăm. Đó là cái tư duy cũ mà nó nhuốm màu là một là cái bệnh thành tích. Và cái thứ hai nữa là nhọn lợi nhọn. Nhưng mà trong một cái bé bé không thừa nhận, không kiểm thảo, không thấy trách nhiệm của cá nhân tập thể và cả những ngành của anh, anh ấy cứ mang cái thành tích cho anh lè cái cả, mà cái số liệu là không ai kiểm toán. Tôi chỉ cần biết là cái số liệu về trật tự, về an toàn an ninh quốc gia hiện nay bị đe dọa rất nghiêm trọng, không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói là ngành công an không hoàn thành nhiệm vụ, nói thế cho nó vui, nói thẳng với anh Tô Lâm như thế. Không phải là anh ngồi xong anh kê ra một loạt thành tích xong là đằng sau nó anh khóa là hiện nay là rất là nhiều là cần phải trừng trị, phải xử lý. À, cái luật an ninh mạng gần đây nhất rồi, các doanh nghiệp của Việt Nam từ Việt Nam Airlines rồi cho hôm vừa rồi Thế Giới Di Động, mà hôm qua một loạt các ngân hàng bị hacker nó lấy số liệu nó tung lên. Cái đấy có phải an ninh mạng không? Thì anh lờ tịt đi, các chị nhăm nhăm anh dình những người như tôi, các anh bắt nè, mà anh đang vi phạm. Một trong những cam kết vào TPP là gì? Trong đó có những vấn đề về nhân quyền, và một trong những anh tự do ngôn luận, các quyền tự do về chính trị, tự do biểu đạt. Chúng tôi có lật đổ đâu, chúng tôi có giết người đâu, chúng tôi có tham ô tham nhũng đâu, nhưng mà những cái hành vi là các anh có cả. Các anh giết nhau, các anh đặt mìn, anh đầu độc nhau có, các anh băng nhóm có không có đấy. Cái anh công an gì mà mang đến nhà giám đốc công an được, anh bắn nhau ở trên Yên Bái có phải là các anh không? Anh tham ô tham nhũng mới đại biểu ra nói rồi, biệt thự biệt phủ to như thế không nhìn thấy, người dân ta mang 100 đô la đi ta đổi thì anh, ta mang bao cát thì anh vào đấy, nhóm lợi ích đấy. Nên là tôi phê bình nhá. Nhân chuyện em gọi anh Xuyển, nhưng mà người dân không phải muốn gì nói gì. Người dân được làm tất cả mọi việc trừ những vấn đề, được làm tất cả mọi điều mà pháp luật không cấm. Mà pháp luật đây không phải là pháp luật tùy tiện. Việt Nam mình là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam mình thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam mình là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, và tới đây Việt Nam mình đã phê chuẩn vào thành viên của CPTPP, mình phải cam kết thực hiện các giá trị phổ quát mà thế giới, đúng không? Nó thể hiện thông qua hiến chương Liên Hợp Quốc, thông qua những cái gì đó mà Việt Nam mình đã ký kết, đúng không? Chứ không phải là anh bảo là một cái đại biểu quốc hội như Bùi Văn Xuyên đại biểu Thái Bình, đúng không? Hay là Ninh Bình, Ninh Bình Thái Bình nhỉ? Ninh Bình rồi nhá, là cái tỉnh mà tham ô tham nhũng, mà cái tỉnh đội vốn mà dư luận người ta đang nói, chắc ông thấy cái chỗ đó thì ông nhọt, ông muốn bịt mồm người ta, đúng không? Một cái tỉnh mà nghèo mà trai tài đánh đậm thì cu đen sẫm gai đảm mò cua đem háng bốc meo, nhưng mà lại biệt phủ biệt thự thì lại nhiều nhất vào loại toàn biệt phủ tiền cấp đấy. Ninh Bình nó đã lấy hàng nghìn tỷ nó cấp cho doanh nghiệp đấy, Xuân Trường Xuân Thành đấy, xây chùa Bái Đính nó chiếm hàng nghìn hectare đất đấy, ông nhọt đúng không? Ông bảo là người dân không phải đi, người dân được nói tất cả mọi điều. Các ông mới phải bị chế tài, các ông chỉ được phép làm những điều mà pháp luật cho phép. Còn chúng tôi, người dân là được làm tất cả mọi thứ. Không cấm, pháp luật không cấm. Mà cái điều cấm là không phải tùy tiện. Hiện nay pháp luật, như quan điểm của ông là công cái gì các ông cũng cấm. Không quản lý được các ông cũng cấm. Chẳng ngay trong nội vụ của ông, các ông cấm cả cán bộ viên chức không được sử dụng mạng xã hội. Đúng không? Tùy tiện, mà cái đó ông trái với cam kết. Cái loại đại biểu như thế thì đầu không có một cái gì cả nhé, tư duy hết sức lạc hậu. Và với một cái thế giới quan như thế, thế giới quan mà đã mù lòa, nhân sinh quan đó thì lại tắc tệ, chắc chắn là như thế đấy. Cho nên tôi đề nghị nhé, quốc hội, ủy ban cái gì đấy, tư cách đại biểu, mà tôi cho là ngay khi ông chủ tịch chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tư cách đại biểu đã chắc thì đã đủ tư cách. Thống kê xem để làm gì ạ? Để mà chấn chỉnh, để mà xây dựng,
để mà xây dựng quốc hội có sao chọn được cái người mà họ vào để tránh không phải là nghị gật, để nhiều người dân ta bức xúc thái quá người ta bảo là 500 con lợn, nó đưa những thành tích là đồng thuận bao nhiêu phần trăm ra hôm ra mà hôm trước mà người ta không phản đối thì ông 100% không thông qua là đặc khu, không thông qua là khu thì cái này ốc không rẻ. Nó không chỉ là vấn đề đối nội mà còn là vấn đề đối ngoại. Chứ không khôn hơn dân đâu, quan trí thấp hơn dân rất là nhiều, quan trí thấp hơn dân rất là nhiều. Thậm chí là có nhiều người đấy, bạn đã bảo là mở quan cứ mở mồm là thôi, mà bạn cũng không nên nói như thế. Nói như thế thì các bạn buồn lắm, các bạn quan bạn buồn lắm, mặc dù là bạn nói như thế là rất thật, rất trần trụi nhưng mà rất thật. Đấy, bạn cứ bảo quan Việt Nam cứ mở mồm là thôi. Này bạn lại còn kê dẫn chứng đúng không? Cái câu nói thì nguy hiểm lắm nhờ. An ninh mạng cứ nhăm đi nhắm vào mạng xã hội, rồi cách đây không lâu thì ngay những ông như là gì ạ, cỡ như là cục trưởng cục phát thanh truyền hình rồi là an ninh mạng còn bỏ mạng xã hội là đúng dạ. Tôi không quan tâm đến Facebook đến YouTube đau đầu lắm, thì bây giờ không phải thừa nhận là gì, thậm chí là tôi cho là một trong những cái tiêu chuẩn để làm cán bộ công chức hiện nay là anh phải biết, anh thành thạo và anh thường xuyên tham gia mạng xã hội, anh nắm bắt được tình hình đất nước trong nước ngoài nước, thậm chí là người ta còn đặt vấn đề là phải dùng mạng xã hội để giải quyết các thủ tục hành chính thông qua Facebook, YouTube. Người ta một là cái kênh để tiếp nhận thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất, trực tiếp. Đấy dân hoan bây giờ, trước đây cứ thanh tra mới nọ kia, nếu mà không có mạng xã hội sao người ta biết được cái ông trưởng ban tiếp dân từ đầu thì bóng người vuốt keo tay thì đeo đồng hồ sang trọng, một tay cầm điếu xì gà to như là cái quả chuối mắn để đi tiếp dân. Xong rồi báo chí thì nói kiểu cái sự bung bô là dễ gây phản cảm, không phải là dễ gây mà cực kỳ phản cảm, mặc dù là sau đó là cái Hồng Điệp mới có lên để giải thích cái đồng hồ không ai tin được, không có nói thật bao giờ đâu, không ai tin. Đấy video clip nó quay rõ ràng là công an đánh phóng viên của báo chứ. Ở Eco Bạc ông vẫn cãi nhem nhảm, ông bảo là đây là tự đập mặt vào gậy. Cái ông gì đấy, cái ông đạo diễn hôm qua tôi không nói, tôi chưa được nhìn thấy chính xác, tôi chỉ đăng lại bài người khác để rộng đường dư luận. Mà tôi nhìn những cái clip mà công an đánh đập dân, hay là cái chỗ mà ông kênh ở đấy, ông công an với ông bộ đội, một cái lão đồng chí 80 tuổi mà từng làm bí thư đây, ông dùng một cái ông trung tá công an bộ đội đạp gãy xương người ta, nhưng ông cãi là không có nhé. Một cái điển hình mà có lẽ là điển hình cho một cái sự trơ trẽn để nói dối. Đây, cảnh sát giao thông thì thành ra gọi là một cái nỗi kinh hoàng mà khắp thế giới ta đều biết, đến nỗi lên cả diễn đàn sinh viên nó đã phải gọi là con sâu gặm tiền. Khi ra đại biểu quốc hội có người ta mạnh dạn thì ông bộ trưởng Trần Đại Quang ông cũng chết rồi, ông mua mang rồi, ông bảo là tuyệt đại đa số cảnh sát giao thông là làm việc tận tụy, uống nước suối và ăn uống nước suối uống nước chai và ăn bánh mì đi làm nhiệm vụ, trong cái đó cảnh sát giao thông các bạn nhìn ra ngoài được xấu xí đúng không? Hình thể thì xấu xí béo như con lợn chụt chịt, tư cách thì xấu, người dân ta gọi những tên hết sức khinh miệt và cho xanh cho vàng. Đấy, tôi nói ý kiến người dân lẽ ra cái phải nhìn vào cái việc đó, cái về cái chấn chỉnh để đội ngũ của tao, tôi cũng chả căm thù đi cảnh sát công an đi rồi cho con em gia đình tôi nhiều không nào, cũng không phải là bảo mang nói như thế để mà xỉ nhục để phỉ báng. Rõ ràng anh phải thấy được một cái hiện thực để anh phải anh giáo dục. Chúng tôi khi nói đến như vậy thì chúng tôi nói như là chúng tôi giáo dục con em rồi, đúng không? Kể cả chúng tôi bực chúng tôi chửi thì các anh cũng phải nhìn nhận như là các anh là những người vừa là công bộc, nhưng một mặt các anh là người trong một cái đất nước này, dân tộc này, và các anh là con em của nhân dân. Tại sao chúng tôi nói với các anh bịt mồm như tôi là cha cái thằng đại biểu, cái thằng nghị Bùi Văn Xuyên, nó bảo là người dân không thể nói cái gì rồi, người dân đấy một cái đại biểu như thế, một cái quốc hội như thế nó chết rồi, nghĩ là còn tệ hơn là nghị gạt. Mà tôi cho đây là nhóm lợi ích, không có tiếng nói người dân làm sao mà cái nhóm ông Trọng có thể thấy được những vấn đề nhức nhối, mà trong khi đó hệ thống thanh tra kiểm tra thứ nó nói dối hết, nó báo cáo sai lạc, đơn từ nó giấu đi, rồi nó tìm cách nó bắt, nó tống những người dân vô tội vào tù, rồi nó ngồi nó in huân huy chương giấy khen nó phát với nhau. Cha nhà ông Xuyên, người dân không phải người dân thích nói cái gì, người dân được đấy đại biểu như thế thì chết rồi,
loại này thì còn ghét đĩa hơn các loại dị vật. Thì tôi xem ủy ban kiểm tra lại tư cách đại biểu của xem tư cách đại biểu như thế xem. Nói nguy hiểm lắm. Nói thì anh vừa là anh như thiên đổ thêm dầu vào lửa trong cái lòng dân bây giờ. Làm người dân ta bực lắm. Tôi cho là nhiều người dân ta chửi. Hôm qua tôi đi là nhiều người dân ta chửi. Người ta ví là thằng ấy thằng nọ, tao gọi là con chó con mèo, gọi là thậm chí qua cái mấy cái bà bảo thằng bật lộn. Đây bà đứa cái tóc của bà ấy đọc cái xe bà bảo cái thằng này là thằng nào, thằng bật lộn nào mà. Tôi bảo tôi khuyên là tôi chỉ đừng nói thế, nói thế nó mất vệ sinh quá. Trước tôi cũng hay nói tục nhưng giờ thì cũng lớn rồi nhá. Hai nói thế thì là công an an ninh người ta lại bu cho cái tội là phỉ báng cái tiền nhá, phỉ báng đấy người dân nói rõ ràng là xem nhé. Nhưng mà cái đặc biệt trong cái điều kiện mà quốc tế người ta đang xét xét từng tí một Việt Nam xem chấp hành những cái cam kết như nào, thỏa mãn cam kết thế nào vào các cái định chế quốc tế thế này mà một đại biểu đứng quốc hội để bảo là người dân không phải là thích nói thì nói thế thì hay là có ai nhóm nào nó giật dây nó muốn cho là Việt Nam mình là hình ảnh nó đã xấu rồi xấu hơn để cho cái EU nó không thông qua cái hiệp định thương mại và để các nước người ta tiếp tục người ta chế tài Việt Nam dễ lắm. Nhóm đấy nó không muốn thay đổi, cứ mỗi khi mà Việt Nam muốn thay đổi hay là Việt Nam đi với thế giới dân chủ văn minh thì là cái nhóm lợi ích mà lại như đặc biệt là khả năng nó còn chân đầu đấy thì nó cứ làm những cái việc mà người ta gọi là nó phá đám, đúng không? Nó phá đám trước cứ mỗi một khi các bạn cứ để ý nhận trước một mỗi một cái kỳ mà có các cái cuộc thăm viếng hoặc là làm việc lãnh đạo cấp cao, ví dụ như các anh cứ để ý rằng đẹp bây giờ các bạn ý, một cái lãnh đạo cao cấp và thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thế nào, cái bọn đầu sai cái bọn sai nha, cái bọn ma đầu nó sẽ làm những việc lối lung tung gây cái vụ nào thì bắt bớ đánh đập rồi là xử tù án cao để cho gì để phương Tây người ta lên án nhé, để cho các cái ông nghị sĩ ở châu Âu ở thụy sĩ những cái nước chúng ta lên án Việt Nam. Và thậm chí là người, khi mà lãnh đạo Việt Nam như ông Phúc ông Trọng sang Mỹ sang châu Âu nó còn biểu tình, nó còn cho là các ông là độc tài, các ông là đàn áp nhân dân tẩy chay nhá, cái chỗ này phải xem lại nhé. Tôi cho là có cái mùi của cái nhóm lợi nó phá, cứ một bên nỗ lực thì xích lại một kiến tạo những cái với các nước văn minh thì một bên nó phá cái nhóm lợi ích đấy, có khi nó còn thân đầu ấy bên Trung Nam Á nó giật dây đấy, đơn giản đâu, không phải là nó ngu là một phần đấy, nhưng mà nó có nhóm lợi ích cảnh giác nhá. Đấy thì hôm nay có lẽ tôi chỉ nói thế, thì tôi hỏi các bạn là Việt Nam mình có nghị gật không, và có nghị gật là bao nhiêu cái này nhân dân phải lên tiếng, đúng không? Cái kênh tiếng dân bây giờ là cái kênh trực tiếp nhất, ngắn nhất mà để mọi người có thể thấy vấn đề một cách nhanh nhất, đúng không? Thì nó sợ, bọn nó sợ, các nhóm này nó sợ. Các bạn thấy một loạt những vấn đề, nếu người dân không biết thì những ông bà cao nhất không biết, bởi vì chúng nó lớp lang nó trèo khéo, nó che đậy, nó biến vào, nó báo cáo sai sự thật, xong là ở lên ở trên là nó tổ chức hội nghị thi đua hoành tráng, nó cấp giấy khen, nó mới có chuyện là Dương Chí Dũng cũng được đề nghị cấp anh hùng, người Trịnh Xuân Thanh anh hùng, nghiêm lắm. Rồi nó in bằng khen tại sao danh hiệu đến nào cũng báo cáo là danh hiệu từ ra báo cáo bác chủ em là 99% là đạt danh hiệu văn hóa, các thứ bộ trưởng đây là đều văn hóa, đảng viên muốn tốt trong sạch lắm, không có gì đâu ạ. Mấy thằng phản động có nói thế thôi, nếu không có người dân nghiệp lắm, đúng không? Đây là vấn đề nghiêm túc nhá, tôi cho đây là vấn đề nghiêm túc. Tôi chưa đủ sức để mổ xẻ nên nêu vấn đề này ra, rất mong các bạn sẽ có những cái dự kiện và các bạn bằng những cái sự hiểu biết cũng như cái tư duy logic mà các bạn sẽ nói, như tôi mong nhiều bạn sẽ nói ở đây. Phải nói vậy vấn đề này. Ông nghĩ chính là cái về mặt danh nghĩa nó là cái đại diện chúng ta, nghĩ rằng chúng ta chưa được làm. Họ chưa thực sự đại diện, nhưng rõ ràng là để diện để khai phá cái con đường mà phải buộc những ông Mỹ họ phải thực sự họ là đại diện của chúng ta, và nếu không đại diện chúng ta phê cho họ thì có lẽ chúng ta phải lên tiếng. Nếu không có cứ để họ nói như đúng rồi thì họ lên độ gật cù, xong họ lĩnh thưởng mỗi ngày, họ đi họp họ ăn hết mấy trăm con lợn tạng, đúng không? Xong bực quá thì chửi họ là nghị gật mấy nghị con lợn thì cũng không giải quyết vấn đề gì, vấn đề vẫn còn nguyên, cần phải mổ xẻ. Rất mong các bạn lên tiếng nhá. Và đến đây thì tiến sĩ có thể là mình sẽ dừng lại đây thật chứ không có thể. Nào có cái dịp kiện gì tiếp thì mình sẽ tiếp tục lên chém gió các bạn, và rất có thể tới đây mình sẽ mở các diễn đàn, xin mời các bạn tranh luận nhân tiết. Mình hay livestream trên Windows Phone. Có lẽ là mình phải để tranh luận mình phải dùng một cái
cái điện thoại đúng không? Ở trên cái này là nó cái giao diện của trên cái microphone này là không rất khó, không có cái nút mời bạn. Được, mai mình sẽ kết hợp, mình sẽ dùng điện thoại thôi, dùng Samsung nha. Vâng, đến đây thì tiến sĩ xin dừng lại và xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào các bạn.